năm mức xử phạt liên quan đến sổ đỏ mà người dân cần biết. Mức phạt không đăng ký đất đai khi làm sổ đỏ lần đầu. Căn cứ khoản 1 khoản 3 điều 16 nghị định 123 2024/NDCP quy định nếu người sử dụng đất cố tình không thực hiện đăng ký đất lần đầu trong các trường hợp dưới đây sẽ bị phạt hành chính từ 1 triệu đến 2 triệu đồng và bắt buộc thực hiện việc đăng ký đất lần đầu theo đúng quy định. Các trường hợp bao gồm: thừa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký thừa đất được nhà nước giao cho thuê để sử dụng, thừa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký. Mức phạt chậm sang tên sổ đỏ Căn cứ khoản 3 điều 133 luật đất đai năm 2024 trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, người sử dụng đất phải thực hiện việc sang tên sổ đỏ. Theo đó, tại điều 16 Nghị định 123-2024, quy định mức phạt chậm sang tên sổ đỏ như sau – phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai. Ngoài bị phạt tiền, người sử dụng đất còn bị buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Mức phạt cố tình chuyển nhượng đất không sổ đỏ Căn cứ khoản 3, 4 điều 17 Nghị định 123 2024 và điều 45 Luật Đất đai năm 2024 quy định đối với hành vi cố tình chuyển nhượng dù nhà đất không có sổ đỏ sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng và buộc bên mua phải trả lại đất, hợp đồng mua bán bị vô hiệu, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc phải thực hiện việc đăng ký đất đai với trường hợp đất đủ điều kiện cấp sổ. Trường hợp bên bán là tổ chức đã giải thể, phá sản hoặc là cá nhân nhưng đã chết không có người thừa kế, chuyển đi nơi khác và cũng không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, bên mua phải thực hiện toàn bộ các biện pháp khắc phục hậu quả mà bên bán gây ra và buộc phải thực hiện đăng ký đất đai đối với mảnh đất đó. Mức phạt tự ý sửa thông tin trên sổ đỏ tại khoản 1.4 Điều 27 Nghị định 123 2024 quy định hành vi tự ý sửa chữa tẩy xóa sổ đỏ sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng, ngoài ra còn bị tịch thu sổ đỏ đã sửa chữa tẩy xóa đó. Theo điểm B khoản 1 điều 38 Nghị định 101 2024, khi sổ đỏ đã bị ố, nhòe, rách, hư hỏng thì người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới. Mức phạt dùng sổ giả mua bán nhà đất Tại khoản 3, 4 và 5, điều 27 Nghị định 123 2024 quy định với hành vi dùng sổ giả mua bán nhà đất sẽ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền sẽ tịch thu giấy tờ giả đã sử dụng và hủy bỏ toàn bộ kết quả thủ tục đăng ký biến động sử dụng hồ sơ giả khi chuyển nhượng. Trường hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xem xét trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự 2015. Lưu ý, các mức phạt trên là mức phạt đối với cá nhân, trường hợp hành vi vi phạm là do tổ chức thực hiện thì sẽ bị phạt mức tiền gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân theo khoản 2, điều 5, nghị định 123 2024. Đất không có sổ đỏ vẫn được chia thừa kế theo khoản 1 điều 45 Luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất được thực hiện quyền thừa kế, quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau: đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất, quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo nghị quyết 02/2004 do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành, xác định quyền sử dụng đất là di sản như sau: Đối với đất do người chết để lại, không phân biệt có tài sản hay không, có tài sản gắn liền với đất mà người đó đã có giấy chứng nhận thì quyền sử dụng đất đó là di sản. Đối với trường hợp đất do người chết để lại mà người đó có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì quyền sử dụng đất đó cũng là di sản, không phụ thuộc vào thời điểm mở thừa kế trường hợp người chết để lại quyền sử dụng đất mà đất đó không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng có di sản là nhà ở vật kiến trúc khác gắn liền với đất mà có yêu cầu chia di sản thừa kế thì cần phân biệt các trường hợp sau trong trường hợp đương sự có văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp nhưng chưa kịp cấp giấy chứng nhận, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì tòa án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất đó trong trường hợp đương sự không có văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp nhưng có văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho biết rõ là việc sử dụng đất đó không vi phạm quy hoạch và có thể được xem xét để giao quyền sử dụng đất thì tòa án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với đất đồng thời phải xác định danh giới tạm giao quyền sử dụng đất đó cho đường sự để ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành các thủ tục giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận cho đường sự theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong trường hợp ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn bản cho biết rõ việc sử dụng đất đó là không hợp pháp, di sản là tài sản gắn liền với đất không được phép tồn tại trên đất đó thì tòa án chỉ giải quyết tranh chấp về di sản là tài sản trên đất đó. Ngay tại khoản 1 điều 45 Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 cũng quy định điều kiện về giấy chứng nhận trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất là không bắt buộc. Như vậy, theo quy định thì đất không có sổ đỏ thì vẫn có thể được chia thừa kế, một số trường hợp như đất sử dụng không hợp pháp thì không phải là di sản nên không được chia. Các trường hợp áp dụng bảng giá đất từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 theo khoản 1 điều 159 Luật Đất đai năm 2024, bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp sau đây: tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm, tính thuế sử dụng đất, tính thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình cá nhân. Tính lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại cho quản lý sử dụng đất đai, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê với hộ gia đình hoặc cá nhân. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất đối với trường hợp thừa đất khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định quy hoạch chi tiết xây dựng. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê đất. Bao giờ có bảng giá đất mới? Khoản 3 điều 159 luật đất đai năm 2024 đã quy định về bảng giá đất như sau. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất. Bảng giá đất hiện hành được phép áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.